Em chào tất cả anh chị em cô chú mình nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà mình phân biệt xem coi là cá trong hồ của mình á, nó bị ngứa mình, đỏ mình, bị lở mình hay là nó bị ký sinh trùng. Cái phần mà ngứa mình, lở mình thì chắc là anh chị em cô chú nào mình cũng đã biết rồi. Thôi mình nói nó sơ cũng ngắn gọn thôi. Ngứa mình, đỏ mình, mọi người nhìn vào cái thân con cá đó là mình thấy nó sẽ ẩn đỏ lên và nó một cái vết hơi lớn nha. Có nghĩa là lỡ mình cũng vậy luôn, cái kiểu giống như ghẻ của con người mình vậy đó. Thì nhìn vào chắc có lẽ là mọi người ai cũng biết rồi. Ngay chỗ cái vế đầu tiên này thì mình bỏ qua, mình sẽ nói quan trọng nhất là cái vế thứ hai bị ký sinh trùng nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Ký sinh trùng thì nó sẽ có rất là nhiều cái loại, nhưng mà ở đây có 2 cái loại mà anh em hay thường gặp. Một là bị rận nước, hai là bị trùng bỏ neo. Nói về rận nước thì mình đã chia sẻ khá là nhiều cái video rồi. Mình nhìn bằng mắt thường mình cũng đã thấy là con cá của mình á, nó bị con rận nước nó bám lên, cái kiểu giống như là con ve chó vậy đó mọi người. Mình bắt ra bên ngoài nó bơi rất là nhanh. Thì cái con này khi mà nó bám vào bên trong con cá của mình á, mình nhìn vào mình sẽ thấy luôn. Có nghĩa là cái mảng nó hơi đen đen vậy đó mọi người. Đó, một ngày thì nó sẽ có một con thôi, nhưng mà mình để tầm cỡ khoảng 3-4 ngày nha. Nó sẽ sanh sản ra và những cái con nhỏ nó sẽ hút những cái nhớt, nó hút máu con cá của mình á. Mình để lâu quá con cá nó chịu không được, nó chết luôn. Nên là mọi người cần chú ý ngay chỗ cái vấn đề con rận nước, mình quan sát xem coi là cá trong hồ của mình lâu lâu nó có xuất hiện những cái đốm đen hay không. Rồi những cái đốm đó là màu con cá của mình nó bị nổ hay là cái màu của con rận nước. Rồi sau đó mình bắt ra mình kiểm tra. Thì cái con rận nước này mình nhìn bằng mắt thường là mình cũng sẽ dễ dàng mình phát hiện nó. Nhưng mà cái con thứ hai đó là cái con trùng bỏ neo nha. Mọi người hay nhầm lẫn giữa con trùng bỏ neo với lại là bị lở mình. Lở mình giống như hồi nãy mình nói rồi, một cái vết của nó rất là to. Còn cái mà trùng bỏ neo ở đây mình sẽ quay gần một con cá cho mọi người xem nha. Mọi người thấy là cái vết thương của nó kiểu giống như là cái đầu của cây tâm nhang của mình vậy đó. Nó hơi nhô lên. Nó hoàn toàn khác với lại lở mình nha. Lở mình là nó một cái mảng lớn. Còn cái con trùng bỏ neo này á là nó nhô lên giống như cái kiểu là cái cây tâm nhang của mình mà nó hơi hở ra. Nó không có lở quá nhiều. Thì khi mà mọi người phát hiện như vậy là mình bắt con cá ra kiểm tra. Đó, mình bắt ra kiểm tra mà mình thấy nó nhô lên gấp ra. Đây nè mọi người, có rất là nhiều anh chị em cô chú mình á nói trùng bỏ neo nhưng mà mọi người cũng chưa có tận mắt chứng kiến đâu. Ở đây thì mình quay gần cho mọi người xem luôn. Đây là con trùng bỏ neo nha. Tại sao người ta gọi nó là trùng bỏ neo? Tại vì cái thân hình của nó giống như cái neo của chiếc thuyền vậy đó mọi người. Khi mà anh chị em cô chú mình phát hiện cá trong hồ của mình bị trùng bỏ neo thì mình lập tức xử lý nha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xử lý bằng những cái hồ mini nha. Còn hồ lớn thì mình sẽ đánh thuốc. Đơn giản nhất ví dụ như mình nuôi 5 con, thay bỏ toàn bộ cái nước trong hồ luôn, tại vì nó đã dơ quá rồi. Hoặc là mình mua cá mới về á, nó bị nó lây, thì trong những cái vật liệu lọc nó đang bám ở trong, nó sinh sản ở trong, xử lý toàn bộ luôn, xử lý vật liệu lọc luôn, rửa vệ sinh, sau đó là xử lý bằng tím, rồi bắt mấy con cá ra mình gấp ra, sau đó mình chấm tím lên để cho nó lành vết thương, rồi xem lại ngay chỗ cái phần lọc. Thì đó là cái cách để mà mình xử lý cho những cái hồ mình nuôi số lượng cá nó ít. Còn ví dụ như hồ mình 10-20 con thì không thể nào mình làm theo cái cách này được. Mình sẽ xử lý bằng thuốc nha. Thuốc thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái loại thuốc, nhưng mà ở đây mình lấy cho anh em cái chai số 0 á, mọi người về đánh tầm có khoảng 3 ngày là nó sẽ xử lý toàn bộ cái rận nước cũng như là trùng bỏ neo cho mình luôn. Tại vì rất là nhiều anh em sử dụng và có hiệu quả. Mấy bữa nay không biết là cái mùa của nó hay sao á, anh em lấy cái chai số 0 bên mình khá là nhiều luôn nha. Và mọi người lưu ý giùm cho mình nè, không phải là mình đánh thuốc xong nó hết rồi là thôi đâu. Mọi người phải xem là ngay chỗ cái phần lọc của mình. Có thể là nước của mình lâu mình chưa vệ sinh là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là cái bộ lọc của mình yếu. Nó bao gồm là cái bơm nè, cái vật liệu lọc của mình nó thưa quá, nó không sạch nước. Thì mình cần xem lại ngay chỗ cái phần lọc, điều chỉnh lại để giúp cho nước của mình tốt hơn. Tại vì cái con trùng bỏ neo với lại rận nước á, nó chỉ sống khỏe và phát triển tốt trong một cái môi trường chất lượng nước xấu thôi. Có nghĩa là nó ngược lại với lại cái con của mình. Cho nên là mọi người cần phải xem lại ngay chỗ phần lọc nha. Còn nếu mà anh chị em cô chú mình chưa biết cái bộ lọc của mình setup như thế nào hiệu quả, mạnh dạn liên hệ với lại nhân, mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho cả nhà làm một cái bộ lọc hoàn chỉnh để giúp cho nước của mình trong cá khỏe mà không bị cái tình trạng rận nước cũng như là trùng bỏ neo nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Mong rằng video này của mình sẽ giúp ích được một phần nào đó cho anh chị em cô chú mình đang chuẩn bị nuôi cá coi, hoặc là ở nhà cá của mình đã gặp cái tình trạng bị ngứa, bị đỏ mình, lỡ mình, bị ký sinh mà mình chưa phân biệt được trùng bỏ neo hay là rận nước, thì qua video này mọi người có thể là tham khảo nhé. Hẹn gặp lại anh chị em cô chú mình trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những mẫu hồ mới, những cách làm lọc mới lên kênh để cùng với lại mọi người tham khảo nhé.